Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu Phá Thương Khung phần 5 tập 42. Tiêu Viêm đã phá phong ấn Thiên Phần Luyện Khí Tháp khiến nội viện lần nữa hoang mang tột cùng. Tưởng là sẽ có một trận đại chiến kinh thiên động địa lần nữa. Vậy nhưng sau khi nhìn rõ thân ảnh lập lờ trong đống lửa, Tô Thiên liền bất ngờ. Sau 2 năm mất tích, Tiêu Viêm cuối cùng cũng ra ngoài thành công. Chứng kiến thân ảnh bằng da bằng thịt không bị hao tổn, tất cả mọi người đều vui mừng. Nếu có đám người của Bạch Bàng ở đây thì chắc chỉ riêng bọn họ là có bộ mặt xám xịt. Tiêu Viêm lập tức vẫy tay điều khiển hỏa diễm trở lại bên trong tháp, tránh để cho nó uy hiếp đến mọi người bên ngoài. Mọi người cũng nhận ra thực lực của hắn đã đột phá lên tới cảnh giới đấu vương. Giải quyết xong chuyện của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, Tiêu Viêm hạ cánh xuống trước mặt Tô Thiên chào hỏi ông ta. Lâm Tu Nhai và Liễu Kinh cảm thấy mừng vì chưa rời khỏi học viện. Nếu không thì không thể nhìn thấy một màn động trời như hôm nay. Cả hai người đều muốn tỉ thí một trận với Tiêu Viêm. Vậy nhưng vì Liễu Kinh đã được đấu một trận rồi mà Lâm Tu Nhai thì chưa nên được ưu tiên, Tiêu Viêm cũng không từ chối. Tin tức hai người tỉ thí nhanh chóng khiến nội viện sôi trào. Các học viên đều muốn đến tỉ võ trường xem hai cường giả đấu vương tỉ thí. Các học viên nhanh chóng có mặt đầy đủ trước lôi đài. Trên lôi đài chỉ có một mình Lâm Tu Nhai, còn Tiêu Viêm thì vẫn chưa tới. Điều này làm cho một số học viên chưa rõ nguyên nhân thắc mắc. Một tia sấm sét xuất hiện, đi cùng đó là thân ảnh chấp nhoáng của Tiêu Viêm. Tốc độ xuất hiện quá nhanh, chỉ một cái chớp mắt đã có mặt trên lôi đài. Sau khi đột phá thì phong cách ăn mặc của hắn cũng đã thay đổi, diện một bộ trang phục chiến đấu toàn màu đen. Thực lực thế này chắc chắn là mạnh hơn đấu vương bình thường rồi, sợ rằng còn có thể độc đấu cường giả đấu hoàng một trận. Đại trưởng lão cùng bà vị trưởng lão khác cũng có mắt để theo dõi. Đại trưởng lão cho rằng Lâm Tù Nhài có thực lực ngũ tinh đấu vương, vậy nhưng cũng chỉ có trụ được 3 hiệp trong tay Tiêu Viêm. Đám người bàn môn liên tục hò hét cổ vũ. Trước khi giao thủ, hai người vẫn không quên ôn chuyện vài câu. Lâm Tù Nhài lấy ra vũ khí rồi tung chiêu. Đáng tiếc là tốc độ Tiêu Viêm quá nhanh nên mọi đòn tấn công đều không có hiệu quả. Thân ảnh hắn thoát ẩn thoát hiện, Lâm Tù Nhài khóa chặt vị trí vậy nhưng đều chậm hơn. Liễu Kinh chứng kiến cảnh tượng này cũng ngạc nhiên, hắn ta thừa nhận tốc độ Tiêu Viêm quá nhanh. Sau một hồi tấn công không có hiệu quả, Lâm Tu Nhai liền tung đấu kỹ tuyệt chiêu, vô số thanh kiếm lao xuống tấn công Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lấy ra dị hỏa, hôm nay đúng dịp hắn muốn thử uy lực của Vẫn Lạc Tâm Viêm này. Lâm Tu Nhai vội vàng ngưng tụ đấu khí che chắn vậy nhưng không được. Kết quả là Nam Chính dùng một chiêu đã đánh bại được Lâm Tu Nhai. Hai người khách khí qua lại, Tô Thiên đi lên sân thi đấu hỏi thầm. Vốn dĩ lão không biết nguồn gốc cùng lai lịch ngọn lửa màu xanh mà hắn vừa sử dụng, thậm chí lúc trước cũng chưa từng thấy hắn thi triển, cho nên vô cùng thắc mắc. Tiêu Viêm còn chưa kịp trả lời thì một công kích đã giáng xuống bên dưới, cũng may Tô Thiên kịp thời ngăn cản. Người vừa xuất thủ chính là Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa vốn đến từ Giả Mã Đế Quốc, cho nên ngoài Tiêu Viêm ở đây ra thì không ai biết lai lịch của nàng ta cả. Tiêu Viêm tỏ ra vô cùng ngưng trọng, Tô Thiên cũng cảm thấy áp lực, nếu như đánh thật thì lão cũng chưa chắc đánh lui được nàng ta. Mỹ Đỗ Toa lập tức tung chiêu muốn lấy mạng Nam Chính. Tô Thiên vội tiến lên ngăn cản, vậy nhưng rất nhanh đã bị đẩy lùi. Không thể đánh trực diện, vậy nên lão đành phải dùng lời lẽ hòa hoãn mới khiến Mỹ Đỗ Toa rời đi. Vừa giải quyết xong chuyện trước mắt thì lão ta lại bị giật mình bởi chuyện Tiêu Viêm đã luyện hóa dị hỏa trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Đây đúng là một trận lỗ vốn, lão ta đành phải yêu cầu hắn cứ cách 1 đến 2 năm lại đến học viện chia một phần Vẫn Lạc Tâm Viêm đã luyện hóa để bổ sung cho luyện khí tháp. Đây cũng là biện pháp vẹn toàn cho đôi bên rồi. Tiêu Viêm muốn nhờ lão hỗ trợ tìm kiếm dược liệu khôi phục sức mạnh linh hồn. Hiện giờ nội viện cũng có một vài loại, vậy nhưng loại còn thiếu sót thì sẽ nghe ngóng sâu. Lão cảm thấy vận may của Tiêu Viêm quá lớn. Hàn Phong tốn biết bao nhiêu công sức và tâm cơ cũng không thể thành công. Ai ngờ người được lợi cuối cùng lại là hắn. Biết tên Hàn Phong đó còn ở Hắc Giác Vực, Tiêu Viêm liền an tâm. Ít nhất là gã ta vẫn chưa chạy trốn, lần này có thể tìm gã để kết thúc rồi. Tô Thiên khuyên hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ Hàn Phong mồi chuộc không ít thế lực, thành lập nền tổ chức khác mình, ngay cả nội viện cũng không làm gì được. Trong 2 năm qua, nội viện từng tìm tới gã tính sổ mấy lần, vậy nhưng đều bị Hắc Minh ngăn lại. Dù là vậy thì hắn vẫn phải báo thù nên cứ an tâm. Nghe tin Tiểu Lệ gặp nguy hiểm đến từ đại trưởng lão, hắn lập tức rời đi. Mới ra đến bên ngoài, đã đụng độ Lâm Diễm. Lâm Diễm muốn đi tới Giả Mã Đế Quốc một chuyến cùng với hắn. Tiêu Viêm đương nhiên không từ chối, chờ sau khi làm xong chuyện sẽ đưa gã đi tham quan. Xem thái độ thất thần của Tiêu Viêm, gã ta liền biết Nam Chính đang lo lắng chuyện của Tiêu Lệ. Trước đó từng được đại trưởng lão phái đi âm thầm bảo vệ Tiêu Lệ. Tiêu Lệ tưởng rằng Tiêu Viêm đã mất mạng nên thành lập một thế lực ở Hắc Giác Vực chuyên đi tìm kiếm người của Hắc Minh để ám sát. Hành vi này đương nhiên là chọc giận đến Hắc Minh, bọn chúng tiến hành truy sát ngược lại Tiêu Lệ. Tình trạng hiện tại e rằng không tốt lắm. Theo tình báo thì thế lực truy sát là Huyết Tông chủ của Phạm Lão. Chúng người đồng thế mạnh,
Lâm Diễm khuyên hắn tốt nhất nên triệu tập đầy đủ nhân thủ rồi hãng đi. Nếu không sẽ bị thiệt thòi đó. Tuy nhiên, tất cả trưởng lão nội viện đều bị triệu tập để chuẩn bị đại chiến với Hắc Minh. Hắn còn có thể đi đâu tìm nhân thủ được chứ? Lâm Diễm liền nhắc tới bàn môn. Rất nhanh chóng, các thành viên trong bàn môn đã liên thuyền đi tới Hắc Giác Vực để trợ giúp Tiêu Viêm. Vừa di chuyển, Ngô Hạo vừa phát biểu một bài văn hào hùng kêu gọi sĩ khí toàn quân. Ở đâu đó trong Hắc Giác Vực, Phạm Lao vẫn đang truy sát những người trong tổ chức của Tiêu Lệ. Tin tức nhanh chóng được truyền về cho Tiêu Lệ. Nơi mai phục của bọn họ trong rừng đã có tới 7 đến 8 chỗ bị tiêu diệt rồi. Ngay cả địa bàn đóng quân cũng bị bại lộ mất rồi. Dù biết người đến là cường giả đấu hoàng, vậy nhưng Tiêu Lệ vẫn không e ngại, ngược lại còn muốn liều cái mạng để tiễn Phạm Lao về đất mẹ. Tiêu Viêm cảm thấy bất an vô cùng, hắn không thể chậm trễ được nữa nên chủ động tách khỏi phi thuyền để phi hành đi trước. Những người còn lại thì đuổi theo phía sau. Mọi thứ cứ như vậy được tiến hành và dự định là sắp tới sẽ xảy ra một trận chiến kịch liệt. Nội dung video này tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé!